Hồi ký chiến trường ca. Tác giả: Đại tá Lê Đình Tài. Cựu chiến binh Trung đoàn 866, Sư đoàn 31. Phần 16. Anh Trường có chiếc radio Hitachi màu trắng, không biết lượm ở đâu, lúc mở phải đập đập lắc lắc, nghiêng tai kiên nhẫn dò sóng mới được. Tuy vậy, nhìn khá sang, chỉ tội cục pin của máy PRC25 to đùng kẹp ở bên ngoài làm mất cả oai. Khi hành quân, anh thường đeo ở trong túi mìn Claymore, đến nơi nghỉ ngơi, nếu tình hình yên ổn, ban đêm tôi thường dành nó để nghe hát, đặc biệt là nghe đài Manila phát nhạc vàng. Vào Angkor Thom được một tuần, đêm ngày 17 tháng 2 năm 1979, như thường lệ, buổi tối tôi đến vọng anh trường lục túi mượn đài mang về nghe, mở các đài miền Tây nghe cải lương, chán rồi dò về đài Hà Nội, bất ngờ nghe thấy thông cáo đặc biệt của chính phủ về việc Trung Quốc tấn công xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc, vội gọi mọi người dạy cùng nghe. Dẫu đã nghe nhiều thông báo của trên về quan hệ Trung-Việt biết thế nào Trung Quốc cũng đánh Việt Nam, nhưng không ai muốn tin đó là sự thật. Nghe đi nghe lại bản tin, gần như cả đêm đó không ai ngủ, ngồi dì dầm bàn tán, mong ước được về Việt Nam để chiến đấu. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn tổ chức meeting ở Angkor Wat gửi quyết tâm thư xin về Việt Nam để chiến đấu. D2 chỉ cử một phân đội về dự, còn lại tổ chức lùng sục trong đền. Ngày 19 tháng 2 trên thông báo, đoàn của chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang thăm và ký hiệp ước hữu nghị với Campuchia sẽ đến thăm đền Angkor. Trong đoàn có Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng. Khi nghe tin, tôi nghĩ không hiểu sao, đất nước đang bị xâm lược mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại không ở nhà để chỉ huy đánh trả. Có lẽ từ bộ trưởng trở xuống đều bị bất ngờ về thời gian cụ thể của Trung Quốc sẽ đánh nên ông mới vô tư đi công du. Cả ngày hôm đó, toàn trung đoàn tập trung vào nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ đoàn. Ngày hôm sau, đơn vị làm công tác chuẩn bị hành quân. Do nhận bổ sung lô đạn B-41 của Trung Quốc, nên tiểu đoàn chỉ thị cho C-7 và quân khí D bắn thử để kiểm tra độ an toàn vì từ năm 1972, nhiều lô đạn pháo cối B-40-B-41 của Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam khi sử dụng đã bị nổ tại chỗ gây nhiều thương vong cho bộ đội ta. Tôi dẫn một trung đội đi theo con đường nhựa nhỏ vào trong khu rừng gần đền triển khai bảo vệ. Quân khí buộc súng vào cây, lắp đạn, dùng dây thông tin buộc vào cò, lùi xa mấy chục mét, kéo để bắn thử, hết mấy khẩu súng mới nhận. Thấy bình thường, họ mới yên tâm cấp phát cho bộ đội. Đến tối, tiểu đoàn rời ăn co theo đường 662, hành quân lên hướng Bắc Đi được vài km lại gặp D1, nên dừng nghỉ để cho họ đi trước. Đường 662 kéo từ đến Angkor lên tới tận huyện Lị Rin tỉnh Siêm Diệp. Rộng đủ cho một làn ô tô, đôi quãng được giải đá cấp phối lổm nhộm, còn lại cơ bản là nền đất, mùa khô bụi cát đi ngập bàn chân. D1 đi thẳng theo đường lớn, còn chúng tôi phải luôn trong rừng, đến gần sáng thì dừng lại ngủ ngoài dãy bỏ hoang. Trời sáng rõ, tiến vào một phum gặp trinh sát và trung đoàn bộ ở đó. Hóa ra chúng tôi luồn để đánh phum này, nhưng địch đã bỏ chạy từ tối qua. Trinh sát trung đoàn được một tên trưởng phum dẫn đường tiếp tục theo đường lớn. Nghe nói thằng này đã gây nhiều tội ác nên rất sợ dân giết. Ta thả cũng không dám về mà cứ đòi đi theo. Chúng tôi quay trở lại trong khu rừng rồi vòng lại một phung khác Nhưng cũng chỉ thấy vườn không nhà trống Tiếp tục tấn công một quả đồi tròn Trên đó có mấy nóc nhà Khi cối 82 của tiểu đoàn Và đại đội bắn được mấy quả Chúng tôi leo lên Nhưng cũng không thấy gì Đêm hôm đó tiếp tục luồn rừng Có chỗ đi sát cả nơi dân sơ tán Nghe rõ cả tiếng họ gì rầm Đến mở sáng Nổ súng vào trong phung Nhưng vẫn không thấy địch Mấy ngày liên tiếp mang vác nặng suốt đêm hành quân. Mờ sáng nổ súng đánh vào chỗ không người, rồi lại hành quân không được nghỉ. Bộ đội mệt bơ phờ. Trong đơn vị có nhiều anh cũng mang mảnh đạn trong người, nhưng nó nằm ở những nơi không liên quan đến chạy nhảy nên ít bị ảnh hưởng. Tôi bị mảnh ở đốt sống lưng, ba lô nặng tấn vào nó rất khó chịu. Quái oam hơn khi cả hai chân đều có mảnh đạn chưa ổn định, nhất là chân phải bị cả chiếc bẹn lẫn sau mông. Mỗi bước đi cơ thịt co kéo, đau nhói, gần như phải kéo lê mà không biết kêu ai. Rồi chống ngực thi thoảng lại đập liên hồi, vô cớ, đã mệt lại càng mệt hơn. Có lần tôi phải chui vào bụi rậm, lén đổ bớt gạo. Có ai đó trông thấy báo cáo anh trường. Anh phê bình tôi là chỉ huy mà không gương mẫu. Tôi nói tình trạng sức khỏe gần như không chịu đựng nổi. Để anh hiểu nhưng rồi anh em ai cũng mang nặng, không thể giúp được gì. Vào một buổi tối, C7 để lại một trung đội, còn hai trung đội hành quân cùng tiểu đoàn. Như thường lệ cũng hai dê luồn rừng trong một đường đến mờ sáng mới tách ra làm hai ngã. Dê một đi trước không sao. Đến lượt C7 đang đi, tôi lúc này đã rất mệt, lê bước chậm dần, bỗng giật mình khi trong màn xương, bên trái cách chỉ khoảng 30 mét, có một thằng miên khoác cầu K63 đứng trên ụ mối. Xoay người mở khóa súng, định bóp cò. Thì anh Minh đi sau quát khẽ. Đừng bắn. Thằng Miên nghe tiếng quay lại, nhìn thấy tôi hoảng hồn, rồi bỏ chạy. Vừa chạy nó vừa kêu. Duôn, Duôn. Đơn vị tản ra, không thấy địch phản ứng gì, lại tiếp tục đi. Chắc thằng Miên lúc nãy gác, địch ở gần đó, thấy chúng tôi đông nên không dám bắn. Do tôi đi chậm nên anh em cũng đi chậm không theo kịp trung đội đi đầu do đinh dũng chỉ huy anh minh dê phó đi sau thỉnh thoảng cứ chạy lên đốc đi nhanh để bám sát đội hình gắng bước nhanh một đoạn rồi tôi lại tụt dần anh minh cáu nhưng không dám nặng lời sáng rõ bộ phận của đinh dũng dừng lại chờ chúng tôi mục tiêu đã trước mặt là một phum có nhiều tre rửa tốt tươi dũng phân công nhiệm vụ cho tôi chỉ huy một mũi hắn chỉ huy một mũi. Trước khi giàn quân, hắn nghiến răng. Chết cũng sông vô, nghe đồng hương. Tôi bảo với hắn, đồng hương cứ yên trí, nhưng để tao nghỉ tí đã. Chắc hắn thấy tôi cứ đi chậm tụt lại nên lo. Thấy còn xa phum, tôi nói với anh Minh đưa cối lên chỗ chúng tôi đang bắn để cho chính xác còn đơn vị sẽ áp sát gần mục tiêu hơn nữa. Đang lợi dụng bờ bụi, tiến dần vào thì thấy một toán quân ta đã ở trong phum. Có người đang quỳ ở sau gốc dừa ngắm B41 vào chúng tôi nên tôi hét to. Quân ta, đừng bắn! Vào sát nữa thấy rõ là anh Trường và B thẳng thành đang phục chờ. Suýt nữa thì quân ta chiến thắng quân mình. Phum này bỏ hoang, ít ra cũng phải gần chục năm. Nó chỉ có trên bản đồ của các vị chỉ huy, còn trên thực địa không có một đốc nhà nào. Chỉ có tre cùng những gốc dừa cô đơn và đôi ba nền nhà, cây mọc trên đó đã cao to. Không phải đánh, đại đội lùi ra ngoài đồng hoang bố trí đội hình. Lúc này pháo 105 của sư mới bắn vào phum cách chúng tôi khoảng nửa cây số, mới phát đầu Chắc chúng đầm hay ao hồ gì ngoài đó, nên thấy rõ những cụm nước lẫn bùn đen bốc cao khỏi tán dừa. Phải chỉnh đến mấy phát đạn mới trúng phum. Dứt pháo Tiếng súng rộ lên Mấy phút rồi ngừng lại D1 đang đánh Sau này tôi nghe bọn C2 nói Nhặt được cá trúng pháo Ăn thoải mái mấy ngày liền Xe bộ ở dưới gốc cây me To cỡ bắp đùi trên gò nhỏ Đó là gốc cây che nắng duy nhất Giữa đồng hoang Mùa khô trời không một gợn mây Chúng tôi phải căng tăng để tránh nắng Nhai nắm gạo sấy Gọi là ăn trưa Tôi lăn ra ngủ mê mệt khi mở mắt đã ở giữa chiều. Không hiểu sao dạo này mỗi lần ngủ dậy hai bên sườn và cơ bụng tôi đều đau cứng phải làm động tác xoay người uốn éo một lúc mới thấy dễ chịu. Nhiều người cũng bị như vậy anh em cho là nằm dưới đất bị hấp hơi. Tỉnh táo hẳn tôi rủ Đinh Dũng và thằng Tự liên lạc mang song đi tắt cá. Anh Lanh cũng khoác túi y tá đi theo để tìm thằng Thành thông tin hài oát quê Hà Bắc đang sốt. Theo mương nước, chúng tôi đến chỗ bọn thằng Khiêu quản lý và mấy nuôi quân đang lúi húi tát vũng. Thằng Thành mặt đỏ bừng, đang cúi cổ tát nước. Anh lành kêu hắn lên bờ, sơ chán rồi kẹt nhiệt độ. Hắn đang sốt đúng 41 độ, làm anh hoảng hồn, kêu một thằng nữa dìu về. Mọi người hết sức ngạc nhiên vì nghe nói lính ta sốt khoảng 40 độ đã tay bắt chim chim. Thường thì tôi chỉ cần 39 độ đã nằm bẹp ói ra mật vàng. Thế mà thằng này sốt đến thế mà vẫn đi tắt cá được. Chúng tôi nhập cuộc cùng bọn khiêu. Nước cạn, cả bọn nhào xuống tranh nhau bắt. Vũng nước chỉ rộng hơn gian nhà, sâu quá đầu gối mà bắt được hai song 20 cá đầy. Chiều hôm đó xê bộ được bữa canh cá nấu quả me chua cùng cá luộc lại còn chi viện cho bọn A Cối ăn mệt nghỉ. Lúc bắt cá, tôi bị con cá bò quẫy mạnh đâm thủng tay, đầu bút, máu dây loang lộ cả áo, đành bỏ cuộc treo lên bờ. Đến bữa ăn, tay vẫn còn phải treo. Cá bò giống như cá chê, đầu to vảy nhám, có hai ngạnh rất sắc và nhọn. Hầu như lính nào đã tham gia bắt cá đồng ở cam đều dính đòn của nó. Có khi ngạnh đâm xuyên ngón tay, đau đến phát sốt, nằm mấy ngày. Sông Lam quê tôi cũng có loại cá giống cá này nhưng da trơn hơn gọi là cá ngạnh ngày nhỏ tôi thường xem mấy ông ở bên chợ lường bắt cá ngạnh có lẽ là kiểu bắt cá có một không hai ở trên đời do các ông sáng tạo họ trầm mình dưới nước rồi đại tiện làm mồi năm ngón tay xòe ra cong cong đặt ngửa ở chỗ mồi cá ngạnh có lẽ nghe mùi xông vào ăn rồi lọt vào giữa các ngón tay liền bị kẹp lại vứt lên bờ hết đại tiện là hết mồi và cuộc bắt cá sẽ kết thúc. Mỗi lần như thế, họ bắt có khi được cả mấy cân. Bây giờ sông đã đổi dòng, bến sông chợ lường đã thành bãi ngô bắt ngát. Những người bắt cá năm xưa đã về với thiên cổ. Chợ lường trong câu hát, phải ngăn anh không chuyến ngược lường. Có cả trăm năm sầm uất vào bậc nhất ở nghệ tĩnh, giờ cũng chỉ còn lại cái tên ở trong dĩ vãng. Từ khi ra khỏi Angkor khoảng chục km là chúng tôi đã gặp núi về phía tay phải. Những dãy núi có đỉnh cao trên 300-400 mét nối nhau chập trùng chạy lên hướng tây bắc dài cả trăm km. Mỗi dãy núi đều có tên riêng nhưng lính ta gọi chung một tên là núi Hồng. Nơi đây chính là nguồn cung cấp đá để xây dựng Angkor. Bản thân núi cũng chứa đựng nhiều điều kỳ bí chưa được khám phá. Trên núi có những phun bản sầm uất nhưng chúng tôi không đánh lên. Mái núi ở phía đông do E922 đảm nhiệm. Họ cũng đã trèo lên núi để truy quét. Địch trên núi còn rất nhiều. Sau một đêm ăn no cá, lại được ngủ kỹ. Nên năng lượng của tôi đã được phục hồi. Tầm 7 giờ sáng, các xe của tiểu đoàn ở phía sau hành quân đến. Chúng tôi dẫn đầu đội hình, rẽ phải bám chân núi Cú Len để tiếp tục đi về phía bắc. Đi cùng C7 lúc này là anh Côi tiểu đoàn trưởng là chỉ huy tiểu đoàn nhưng anh vẫn mang khẩu AK bắn gấp có hai băng đạn cháo đầu đuôi chứ không mang K59 như những người khác khẩu AK được anh chỉnh bắn chính xác gần như tuyệt đối đến những nơi an toàn anh thường đi săn rất nhiều chim thú đã bị khẩu AK này tiêu diệt hồi ở sa mát anh bắn khỉ mẹ khỉ mẹ đang cho con bú buông tay anh nhặt khỉ con về nuôi con khỉ anh nuôi là con khỉ đực. Thời gian đó, anh San, người dân tộc Thái quê ở Lai Châu, là nuôi quân dê bộ, cũng nhặt được một con khỉ cái bị thương vì quả đạn cối mang về nuôi. Hai con khỉ ăn tiêu chuẩn cùng lính và lớn dần theo ai anh qua nhiều trận đánh. Mỗi khi hành quân, con khỉ của anh Côi thường leo lên trên vai chủ ngồi, còn con khỉ của anh San lại chui vào song quân dụng để chủ gánh. Khi đánh ở bờ đông sông Mê Công cả hai anh đều tìm được xích nhỏ để dắt khỉ chạy lon ton, đỡ phải gánh vác. Lúc đánh sang đường 24 cục bông tràm, cả hai con khỉ đều đã trưởng thành. Chúng thường thể hiện tình cảm với nhau và làm cho khỉ bất kể lúc nào. Mỗi khi hành quân, xem khỉ vần nhau cũng làm lính ta bớt đi phần mệt nhọc. Những lúc vậy, lính dê bộ thường hò reo trêu chọc nhau. Chiến dịch này phải hành quân liên miên, chủ mệt khỉ cũng mệt anh côi bắt khỉ đi dưới đất nó không chịu hất nó xuống đất nó lại nhảy lên vai đòi cõng mỗi lần thế khỉ lại kêu chét chét đặc biệt nó chỉ nhảy lên vai anh côi chứ không chịu lên vai ai khác một đêm trước khi luồn sâu phần mệt phần sợ lộ và cũng đã chán khỉ anh tháo xích thả nó vào rừng anh ngờ đi được một đoạn dài lại thấy con khỉ ở trong bụi nhảy lên bám vào vai anh anh đành mượn khẩu K59 của chính trị viên bắn chết. Con khỉ cái của anh San đang ngồi trong song, đi sau không hiểu sao, lại biết nên kéo xích bỏ chạy vào rừng. Từ đó lính dê bộ hết xem trò khỉ. Anh Côi vốn là sĩ quan pháo binh, rất giỏi địa bàn và pháo. Ở Sa Mát, anh đã trực tiếp chỉnh cối, đánh đáo vào miệng hầm khẩu 12 ly 8 bên đồi con vịt, thường bắn vào đái K1. Tiêu diệt khẩu này ở cầu 15 C7 giữ chốt tiền tiêu, hình dấu hỏi. Khi mất mấy phần ở phía trên, lính lùi về hầm chỉ huy, Đinh Dũng kêu anh bắn vào chốt. Anh đã chỉnh cối trúng máy hầm bị mất, tạo điều kiện cho C7 được giữ chốt. Khi luồn sâu ban đêm, ở Tà Xanh, dù trinh sát quân đoàn vào ra đã mấy lần, dẫn đường vẫn bị lạc. Cuối cùng, anh phải ra tay cắt góc phương vị, hướng dẫn trinh sát đi mới đến được mục tiêu. Ở Tức Sóc, có lần anh Minh dê phó dẫn C7, C6 men theo con suối ra biên giới Thái Lan, cách độ 4 km để lùng sục. Nhưng chỉ được hơn một cây số, anh Minh cho lính nghỉ, báo về là đã đến nơi. Anh Côi bắt bắn B41 để định vị. Anh Minh cho lính xuống suối sâu bắn để giảm thiểu tiếng nổ. Nhưng anh ở nhà vẫn biết và hôm sau anh Hải chính trị viên phải dẫn quân đi lùng sục lần nữa. Lần này thì ra đến đường biên, nghe rõ tiếng ô tô Thái đang chạy. Hết chiến dịch A88, đợt 4, sau khi đánh xong rô viêng, anh Côi được cử đi học. Giữa năm 1981, tôi cùng đoàn đại biểu, trung đoàn, đi dự đại hội đảng bộ sư đoàn, đang nghỉ tại nhà khách, thì anh đi học về. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng. Anh kể, là được đưa về làm tham mưu phó trung đoàn, nhưng anh không chịu vì phải về làm phó cho một người mà anh cho là không đủ đức tài để trên anh. Chính ủy sư đoàn đã động viên anh, về đó một thời gian rồi sẽ thu xếp, nhưng anh xin trên cho đi đơn vị khác hoặc phục viên. Và cuối cùng anh đã chấp nhận phục viên về quê vợ ở Nghệ An khi đã hơn 10 năm lính, qua hai chiến trường và hàng trăm trận đánh với hàm thượng úy. Anh là một người chỉ huy giỏi, dũng cảm, biết chân quý máu của lính, chứ không có kiểu đánh, thí xác hoặc miệng hùm gan sứa như những người khác. Thời gian ở quân đoàn 3, tôi có hàng chục chỉ huy trực tiếp. Có những người sau này giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, nhưng chỉ anh là con người tôi nể phục về trình độ bản lĩnh của người chỉ huy quân sự. Chỉ tiếc là khi hỏi thăm, được tin anh đã về nơi thiên cổ. Chúng tôi đi theo con đường mòn ước chừng gần 20 km, dãy Kulen đã ở lại sau lưng. Bình tông nước cạn từ lâu mà không gặp một con suối hay vũng nước nào để bổ sung. Dưới ánh nắng chói chang, cái khát lại càng dữ dội hơn. Anh Côi chỉ dãy núi cao trước mặt trên bản đồ có tên là Morak. rồi động viên bộ đội đến đó sẽ có suối. Đến chân núi, tiểu đoàn dừng lại C7 theo trinh sát triển khai áp sát một ngọn đồi nhỏ, trên đó có mấy ngọn dừa nhô lên. Khi đến nơi, lại là một phun bỏ hoang đã lâu, nhưng bên mé đồi lại có một con suối nhỏ dọc rách. Tiểu đoàn dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa, lấy nước rồi quay lại ngoặt hướng tay phải, theo đường xe bò đi giữa rừng trồi khoảng 3 km ra khỏi rừng là một cánh đồng nhỏ có một phum rất lớn nằm theo hình chữ L trên đường mịn độ nổi hẳn trên địa hình băng phẳng của màu xanh cây cối. Đó là Phum Svaiso. Hay chính xác hơn, đó là trung tâm của xã Svaiso. Cũng như những phung khác, Svaiso xanh mướt cây ăn quả, thấp thoáng những nóc nhà mái lá ẩn hiện. Bộ đội dừng lại ở cửa rừng. Lúc này e phó vĩ và tùy tùng cũng lên đến nơi. C7 được lệnh vượt qua cánh đồng rộng khoảng 200 mét đánh vào phần phum nằm ở đáy chữ L bên tay phải. Chúng tôi chia nhau, Đinh Dũng chỉ huy hai trung đội thiếu đánh vào góc chữ L, còn tôi chỉ huy một trung đội tăng cường đánh vào rìa phum, tức là chỗ cuối chữ L. Còn anh Minh dê phó và anh Trường cùng A Cối ở lại bìa rừng cùng khẩu 12 ly 7 của C8 bố trí ở trên sườn yểm hộ. Đại đội dàn hàng ngang chạy ở giữa đồng nhưng trong phum vẫn không có phản ứng. Cối 12 ly 7 phía sau cũng không bắn. Khi cách khoảng 50 mét, chúng tôi bắn vào những bụi rậm ở rìa phum và bất cứ chỗ nào nghi là có địch, có thể bố trí. Mũi tôi có một cây khô to gần phum. Chạy đến ngang đó, tuệ A trưởng nhảy vào nấp. Tiếp đến là Hùng mang trung liên, cũng hô súng hóc rồi chạy đến gốc cây làm động tác kéo quy lát. Cáu quá, Tôi chạy lại, hua súng quát. Thế là các vị mới chịu rời chỗ. Vào đến rìa phum, tôi nhằm vào bụi rậm gần một ngôi nhà sàn, điểm xạ. Có những tiếng la hét. Chi chuân, chi chuân. Rồi một tấm vải nhỏ màu vàng, thò ra vẫy vẫy. Tôi vội hô. Không bắn nữa, có dân, có dân đấy. Tiếng súng ngừng, từ bụi rậm chui ra năm sáu người. Có cả một phụ nữ bế những đứa nhỏ chừng vài tháng tuổi ở trên tay. Tôi và một vài anh tiến lại ở giữa bụi rậm. Họ đã kịp đào một hố to rộng để ẩn nấp. May mắn những viên đạn của tôi chỉ làm gãy mấy cảnh lá ở phía trên. Lính ta tàn ra lùng sục. Thằng Linh nhảy lên một nhà sàn lục lọi. Thằng Tường gọi mãi không chịu xuống. Lúc này đã lác đác có dân từ trong rừng đánh xe bò về. Nếu để họ thấy cảnh bộ đội đang lục đồ đạc thì không còn mặt mũi nào nên tôi quát. Tao đếm từ 1 đến 3 Mày không xuống, tao sẽ bắn. Rồi dõng dạc Một, hai, ba. Vẫn im lặng. Tôi nổ một phát chỉ thiên. Đến lúc đó, hắn mới nhảy ở trên nhà sàn xuống. Trong phùng không có gì khả nghi. Chúng tôi dồn hết ra mé đường, bình độ, nơi có con đường đổ dốc đi lên hướng bắc. Đang lưỡng lự, thì bên kia cách thung lũng nhỏ, thấp thoáng bóng người chạy lại. Thằng Hưng ở C8 phối thuộc với mũi đình dũng, đứng bắn luôn hai phát dkz mấy người kẹp ak bắn rồi chúng tôi ào xuống dốc tràn sang nhưng bên đó cũng chỉ là vạt rừng tái sinh không có ai sục sạo một lúc mới phát hiện thấy hai ông bà già đang ngồi run rẩy dưới một cái hố tay ông bị một phát ak xuyên qua máu đỏ cả vạt áo anh lành nhanh chóng băng bó rồi tiêm cho ông một phát trợ lực tội nghiệp ông già bị đạn lạc có lẽ rồi sau cũng thành tật Chúng tôi được lệnh quay về phum. Khi C7 nổ súng vào phum nằm trên tay phải, thì C5 thẳng tiến, phần phum còn lại ở trước mặt. Địch ở đó có khoảng gần 100 tên đào công sự, phục hai bên đường 662 từ hướng Nam đi lên. Chúng không nghĩ bộ đội Việt Nam lại từ hướng Đông trong núi Morek ra, nên bị bất ngờ và nổ súng chống cự, được vài phút rồi bỏ chạy. Cũng may nếu như chúng tôi hành quân theo con đường lộ này thì đã lọt vào ổ phục kích của chúng và không biết chuyện gì sẽ xảy ra chúng tôi ở lại phum dân trốn trong rừng đã về yên vị ai ở nhà đó họ tò mò nhìn bộ đội việt nam đi lại kể cả các cuộc kháng chiến trước đây là lần đầu tiên có bộ đội việt nam đến vùng này xe bộ ở gậm một nhà sàn bỏ không khoảng giữa chiều tiểu đội thăng phúc dẫn một dân miên trùng niên sang báo phát hiện có một bao xe đạn AK trên góc bếp nhà anh ta. Với vốn tiếng miêng lõm bõm của tôi, tôi hỏi, anh ta có phải là lính Pol Pot? Anh lắc đầu, T, T, tức không không. Không có cách nào hỏi cung, tôi bảo Đinh Dũng cho dẫn lên tiểu đoàn để họ hỏi. Tên miên được dẫn đi, đến chiều tà, thông tin nghe điện báo hắn đã chết, làm tôi ngạc nhiên. Không lẽ nào đến mức độ đó chỉ loáng sau, thấy dân trong phum nháo nhác tụm nhau xỉ sầm. Nhìn chúng tôi với ánh mắt khác lạ, rồi họ vác củi rơm dạ, lũ lượt ra cánh đồng. Một cảnh thiêu xác rung rợn, lần đầu tôi được chứng kiến đã xảy ra. Cùng buổi đó, bên chỗ C5 và C6, sau khi địch chạy, dân cũng lũ lượt kéo về. Theo lệnh của dê, lính ta đón cửa cửa rừng, giữa những người đàn ông khả nghi là lính Pompot và một chuyện không hay đã xảy ra. Biết chuyện tôi hỏi Đinh Dũng và anh Trường tại sao lại như vậy? Họ là dân thì sao? Không ai trả lời nổi. Và Phum Svaiso sau này là một căn cứ địa của tàn quân Pompot, lính trung đoàn 88 của sư 302, quân khu 7 đã nhiều lần ôm đầu máu ở đây. Nó in dấu đến mức có người đã lấy tên của nó làm nickname ở trên mạng. Chỉ huy trung đoàn cũng đã vào Svysor. Họ ở trên một cái gò nhỏ ở đầu phum. Dĩ nhiên, các thủ trưởng được công binh đào hầm cẩn thận, nên buổi tối địch ở ngoài rừng, kích cối và không hề gì. C7 ở sen với dân. Chúng không dám bắn vào. Sáng ngày 26 tháng 2 năm 79, ăn sáng xong, cả dê theo đường 662 hành quân lên hướng Bắc. Đây là lần thứ hai đơn vị hành quân hiên ngang giữa ban ngày, chứ không chui lủi trong rừng suốt đêm như những ngày trước. Đi đầu là trinh sát và C6 có một thằng tù binh dẫn đường. Tiếp đến là C5, Dê bộ, C8. Đi cuối cùng là đội hình của C7. Tôi với trung đội thằng Thành đi sau cùng. Con đường 662 đoạn này vừa đủ lọt hai bánh xe bò chạy ở ven rừng cây tái sinh chỉ quá đầu người. Bên tay phải chúng tôi là những ngọn đồi thấp. thi thoảng đường lại lượn sang hướng tay trái chạy ven giữa những thửa ruộng bỏ hoang lâu ngày. Đã mấy ngày truy quét, địch gặp bộ đội ta là chạy, cho nên mọi người đều chủ quan. Lính các đơn vị tranh thủ tìm đồng hương tán chuyện, xin thuốc, vừa đi vừa nói chuyện rôm giả như đi hội chùa hương. Đội hình lẫn lộn, cán bộ không hề nhắc nhở. Ra khỏi phum Svai khoảng hơn 30 phút, ước chừng đã đi bộ được hơn hai cây số. C6 rẽ trái gặp một đoạn suối trên đó có một cầu độc mộc nhỏ bên kia suối qua mấy thửa ruộng là đến rìa phun ven tên tù binh đi trước qua cầu rồi đạp khúc gỗ rơi xuống suối và bỏ chạy lính c sáu bắn nhưng không trúng liền vượt suối đuổi theo bị địch trong phun bắn thương vong một số nên dừng lại ở giữa ruộng lúc này lính đi sau mới vội chạy về đội hình đơn vị mình tiểu đoàn ra lệnh c năm và c bảy vượt lên vòng trái đánh vào phum. C5 theo đường chạy lên cánh đồng rộng chưa đến 200 mét. Con đường chỗ này được đắp cao, trở thành bờ đập chạy qua cánh đồng vào phum. Bên phải đường là đầy lô nhô ụ mối gốc cây. Bên trái là đồng trống. Anh Thắng cháo ớt, C trưởng, quê ở Thanh Tùng, Thanh Trương, bố trí đại liên ở bìa rừng cạnh mép đường, quét vào bên kia đồng. Xe phó định dẫn trung đội đi đầu, vượt đồng trống, sông lên, bị địch trong phun bắn, hy sinh. Một quả B-40 nổ trên ngọn cây, nơi đặt khẩu đại liên. Anh Thắng và hầu như cả khẩu đội bị thương. Anh Liễu chính trị viên thay anh Thắng chỉ huy C-5. Khẩu 12 ly 7 của C-16 đi phối thuộc, giá bắn bị địch tỉa. Người này bị thương, được kéo lui, người khác bò lên quỷ bắn, cứ thế cả khẩu đội bị thương vong quá nửa. C7 chạy sau C5, cũng được lệnh bỏ đường vòng trái và khoảng giữa C6 và C5 đánh vào phum. Khi chỉ huy trung đội thằng Thành chạy ngang chỗ chỉ huy D của anh Côi, bảo tôi cho trung đội ở lại, làm dự bị và bảo vệ sở chỉ huy. Tôi cho anh em dừng lại, giải thành hình vòng cung ngoảnh mặt vào phía rừng. Sau sở chỉ huy, đề phòng địch tập hậu. C7 thiếu một trung đội do Đinh Dũng chỉ huy, có cả anh Minh dê phó đi cùng, xung phong ra khỏi rừng cũng bị địch bắn bị thương, một số phải lùi lại. Đợt xung phong thứ nhất thất bại, nhiều quả cối của địch đã nổ trúng đội hình dê bộ và C8, đạn nhọn cuối tầm rơi rào rào. thương binh được vận tải đưa về nằm la liệt sau các ụ mối gốc cây. Anh Côi đứng thẳng người sau ụ mối, quan sát la hét chỉ huy. Cạnh đó, anh Vĩ e phó cũng lom khom nhấp mìn. Vây quanh hai anh có đến ba, bốn máy thông tin thi nhau truyền đạt. Anh Vĩ dục anh Côi cho xung phong. Hai khẩu cối của C8 bố trí cách chỉ huy dê vài chục mét, bắn giải rác về phía địch nhưng không thấy điểm nổ. Tiếng súng hai bên rộ lên rồi im lặng, thương binh lại được đưa về. Đợt xung phong thứ hai thất bại, có lẽ thấy địch không đủ sức đánh tập hậu Nên anh Côi cho liên lạc tiểu đoàn Chạy đến Nói với tôi Không phải bảo vệ chỉ huy dê nữa Mà cho anh em về đơn vị Đang lưỡng lự tìm đường về Thì thằng tự liên lạc chạy về Nói anh cho bộ đội theo em Dẫn anh em chạy theo tự Chỉ một đoạn ngắn Tôi gặp anh trưởng anh Minh Và khẩu cối 60 Đang nằm ở phía sau đội hình Phía trước số còn lại của đại đội đang nằm dọc bìa rừng. Rừng chỗ này cây thưa, chủ yếu là bờ bụi lau le. Quỳ sau một ụ mối, tôi thấy rõ trước mặt là cánh đồng khô hẹp, ôm lấy một quả đồi. Xung quanh có lũy tre dày đặc trên đỉnh, nhô lên nhiều lá dừa. Bên tay trái, cách khoảng hơn 300 mét, lính C6 đang cõng nhau chạy lui. Bên tay phải hướng C5 im lặng. Giữa đồng, sát chân đập, có mấy tử sĩ nằm trơ trọi đạn địch vẫn bắn sang treo chéo ở trên đầu. Lệnh chuẩn bị xung phong. Khẩu 12 ly 7 của C8 nằm khoảng giữa C7 và C6, bắn thùng thùng đứt quãng. Cối và DKZ-57 lại cấp tập, như hầu hết đạn rơi ở trên đồi. Tôi hô anh em bắn sang đó. Đình Dũng bật dậy hô xung phong. Theo phản xạ, tôi bật hô theo, khói mù mịt, rồi ụt. Có người ngã chạy lên vài chục mét, gặp bờ ruộng thấp, tôi nằm vội quan sát. Bên trái, phải, ta đã lui, nằm sát tôi chỉ có mấy người. Đạn địch cầy ngang dọc, thằng Tài quê Hà Tây, đội khăn mặt trắng trên đầu, bị địch phát hiện. Mỗi lần hắn cựa quậy, địch lại tỉa sang, đạn cây đất, tôi phải hét to, bảo hắn quang khăn nằm im không là chết. Nằm giữa đồng trống, làm bia cho địch bắn tỉa không thần kinh nào chịu nổi. Mấy lần định liều mạng bật dậy, chạy lui, nhưng không dám, phải che mắt chúng mới chạy được. Tôi dướn người, ném quả M26 lên phía trước, ném tiếp một quả liều đạn vỏ bằng các tông của Mỹ. Một đám khói đen bùng lên mù mịt ở giữa đồng. Tôi hét to. Chạy lui, rồi cùng anh em nhào lại vào rừng. Quá may, quả lựu đạn vỏ các tông màu đen của Mỹ dùng để đánh hầm hoặc nhà, chỉ có sức ép và khói nhiều, nhưng ít mảnh sát thương mà tôi lấy của thằng Bính Văn Thư, định để dùng đánh cá, đã che được mắt địch, cứu tôi và đồng đội thoát cảnh cá nằm trên thớt. Hết phần 16